danh 10 vụ án điểm sẽ xét xử trong năm 2022. Ngày 7 tháng 2 năm 2022, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đến công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có bài phát biểu kết luận và yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Bộ và các nhiệm vụ công tác công an để tạo được những bước đột phá tạo đà cho năm 2022. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an có đề cập đến việc đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Với chỉ đạo này của Bộ trưởng Bộ Công an, thời gian tới các vụ án điểm sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. Xin chuyển đến quý khán giả 10 vụ án điểm sẽ đưa ra ánh sáng trong năm 2022 gồm: một là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Hai là vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan. Ba là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận. Bốn là vụ án buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Đồng Nai và một số địa phương. Năm là vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ đội Biên phòng. Sáu là vụ án lạm dụng khi thi hành công vụ xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Bảy là vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tám là vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số cơ quan đơn vị. Là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan. 10 là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Việt Á và một số cơ quan địa phương. Mong rằng 10 vụ án điểm trên sẽ sớm được điều tra xét xử để nghiêm khắc trừng trị những hành vi vi phạm pháp luật cũng như lấy đó để răn đe, làm gương cho những người khác.